Hi, mình là Cảnh, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Cảnh Miền Tây nha. Thì hôm nay Cảnh giao cho khách ở ấp Đại Bái, xã Lộc Hòa, huyện Vĩnh Châu là 25 thùng tôm sú giống và quá 79, tương đương là 250.000 bot. Hả? Tôm đều dài đòn quá anh. Tại chưa thả thu xuống. Dạ chưa thả. Đó giờ anh thả thẻ không hả? Thẻ cá. Cá. Năm nay thả cá. Dạ. Ngày năm nay mới thả sú thử đó ha. Hôm nay mình 25 này là mấy chủ nuôi anh là 2 hay 3? 2. 2 hả? Dạ. Anh với anh áo sọc xanh đó ha. Anh tên gì anh? Anh tên gì? Anh La. À, anh La hả? Dạ. Anh đây mình nuôi nhiêu năm rồi anh, công nghiệp á? Rồi bữa nay coi thấy tôm sao luôn. Thấy tôm sao? Đều đẹp hả? Đá cục cộn luôn này. Tạm đập xuống, tạm đập xuống. Tài xế bà. Dạ. Bye-bye.
lấy mấy thùng. Khách cũng đã kiểm tra tôm và đổ ra và cho chạy oxy. Cảnh sẽ quay trực tiếp con giống của giao quá 79 cho bà con mình xem nha. Quá ok luôn bà con, rất là lanh, rất là dài đòn, rất là dài đòn luôn á, màu đặc trưng của tôm xíu giống giao quá luôn, quá đẹp. Khách mua cục oxy điện mới tôm luôn, oxy 12 giỏi đó. Oxy 12 giỏi. Con chào mọi người cái không? Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay anh em đi giao tôm ở Vĩnh Châu. Chúc cả nhà mình có vụ mùa bội thu nhé. Giao cho ao công nghiệp. Thêm cho anh em tên đây còn ấy nè. Đi mình đi lên trên cái ao mà khách thả 10 thùng. Chung một lô nhưng mà chung một lô. Khác mà... ao. Nhưng mà khác chia ra thả hai ao. Này tới khách này là thả 10 thùng tương đương là 100.000 bot. Ao công nghiệp nhìn đẹp cực kỳ luôn. Ủa, mình chuẩn bị có dàn quạt ha anh? Dạ. Thế nữa mình có gắn thêm không? Gắn cỡ 2 dàn. Ừ. Cỡ 2 dàn. Dạ. Để là bắt sẵn. Trên đây mình không có chạy oxy, mình dục xuống thần nhiệt độ ha. Như thả luôn không anh hay là mình thần? Để thử. Tiếng nữa đi, nửa tiếng nữa đi. Đã nửa tiếng nè, nửa tiếng cho nó. Nãy chỉ bốc nước chưa? Dạ. Nãy chỉ khoảng trăm nước chưa? Chưa chưa anh. Anh thần khoảng nửa tiếng nữa hết trăm vô, từ từ hết trăm vô. Cho nhiệt độ trong ao, trong cái bọc cơ mình với môi trường nó bằng nhau rồi, tại vì cái bọc nó còn lạnh á. Dạ đúng rồi, cái bọc còn lạnh cho nên là mình thả chưa thả được. Bà con mình đăng ký kênh để ủng hộ cảnh nha. Đăng ký miễn phí nha bà con. Chào tạm biệt.